Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái tiết 1 của cái đề số 4 này đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay cho các em ở câu số 2. Nha. Trong ở tiết 1 thầy giải cho các em 3 câu này rồi. Bây giờ trong clip này thầy quay cho các em ở câu số 2, chiếm 2,25 điểm em nhé. Rồi, ngồi thẳng thớm lại. Rồi. Rất là rõ rồi đúng không nào? Cũng gồm có 3 câu em. Thầy giải quyết em câu thứ nhất nhé. Câu 1. Vì cái đồ thị của hai hàm số ở đây là y sẽ bằng, đây chính là parabol này. Đây là đường thẳng này, y bằng 2x trừ 1 này, nó có dạng là y bằng ax cộng b nhé. Trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thì để vẽ được hai cái đồ thị hàm số này thì đầu tiên thầy sẽ vẽ cái đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x mũ 2 em nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ có cái bảng giá trị, ta có cái bảng giá trị. Như vậy thầy sẽ dùng thước, thầy sẽ lập cái bảng giá trị ra. Thì bảng giá trị này thông thường chúng ta nên lấy 5 giá trị nha, 2 âm 2 dương và số 0 đi qua, chắc chắn là đi qua góc tọa độ. Như vậy đây chính là x, đây chính là y bằng âm 1 phần 2 x bình phương. Thì thông thường chúng ta sẽ lấy gì? Âm 2, âm 1, 0, 1, 2 đúng không nào? Nhưng mà nếu như ở đây các em lấy nó rơi vào là âm 2, âm 2, âm 1. Nếu âm 1 thì nó ra lại là 1 phần 2. Chứng tỏ khi đó chúng ta sẽ chia trên cái đồ thị chúng ta rất là nhỏ. Nên khi đó chúng ta phải khôn khéo không thầy, chúng ta sẽ lấy như thầy này này. Âm 4, âm 2, 0, 2, 4. Các em có thể không biết chọn các cái điểm giống như thầy như này, thì em cũng có thể lấy âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Điều đúng. Các em nha. Điều đúng nha. Được không nào? Chứ không phải sai nha các em nha. Như vậy thì bây giờ ta có âm 4 thế vào đây. Âm 4 thế vô thì bằng 16. Đúng không nào? 16 nhân với âm 1 phần 2 thì đây sẽ bằng âm 8. Thì chứng tỏ bên đây sẽ là âm 8 này. Nó đối nhau mà em. Không tin thì lấy số 4 thế ở chỗ đây. Ta có âm 2 thế ở đây thì bằng là gì? Là bằng 4, 4 chia 2 thì kết quả đây bằng âm 2. Cái đây bằng âm 2, cái này là 0. Đúng không? Thế 0 vô thì y nó bằng 0 thôi, x bằng 0 thì y bằng 0. Xong. Như vậy thì đây chính là một cái đường cong parabol, nó đi qua các cái cặp điểm này. Tí chúng ta sẽ vẽ xong và nó sẽ nhận cái trục tung là trục OI làm trục đối xứng của các em nha. Ok, chúng ta có thể ghi vào đây một cách bài bản này. Vậy cái đồ thị hàm số y bằng âm 1 phần 2 x bình mũ 2 là cái đường cong đi qua các cái điểm đi qua các cái điểm ở đây là âm 4, âm 8 này, âm 2, 2, 0, 0, 2, âm 2, âm 2, âm 2 nhé. Rồi, 4, âm 8, rồi. Và nhận cái trục OI làm trục đối xứng. Được chưa? Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị hàm số y bằng, đây nghe, y bằng 2x trừ 1 không? Y bằng 2x trừ 1 thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó hai điểm nha. Đầu tiên ta cho x bằng 0. X bằng 0 là thế chỗ đây. Nghĩa là cái phần này bằng 0 thì chứng tỏ y này sẽ bằng âm 1. Như vậy chúng ta có cặp điểm đầu tiên là 0, âm 1 ha. Ta cho y bằng 0 thì chúng ta sẽ y bằng 0 thì chúng ta chuyển cái này qua bên đây trở thành là 1. Như vậy x sẽ bằng là 1 phần 2. Như vậy đây sẽ bằng 1 phần 2 0. Được không? Đó. Ok. Như vậy thì ở đây sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Thầy dùng thước thầy vẽ nha.
Và ở đây các em nhớ này, cái hệ số A đây chúng ta là âm. Âm chứng tỏ cái parabol nó có dạng là như thế này, nó sẽ úp ngược xuống ha. Khi chúng ta vẽ thì chúng ta phải biết được điều đó để chúng ta vẽ chính xác em nhé. Cái tay này. Đây nghe. Ở đây là y, đây là x góc tọa độ. Các cặp điểm ở đây là âm 4 nha. Để chia này. 1 này. 2 3 4 âm 1 âm 2 âm 3 âm 4 đúng không nào? 1 2 3 4 này. Âm 1 âm 2 âm 3 âm 4. Ok. Như vậy thì ở đây nó sẽ tương ứng là 1 này. 2 3 4 5 6 7 8. Nghĩa là đây là âm 8 này, âm 7, âm 6, âm 5, âm 4, âm 3, âm 2, âm 1. Trên đây là gì? 1, 2. Ok. Như vậy thì các cái cặp bây giờ âm 4, âm 8. Đây kìa. Là bon và ô đây. Âm 2 2. Âm 2 âm 2 đây nghe. Đó. Bây giờ chúng ta sử dụng cái thước parabol để mà chúng ta sẽ vẽ cái đường cong nha. Thấy thế nào, rất là ok đó, đó. Anh ha, rồi được chưa nào? Nhưng mà thì đây chính là y sẽ bằng âm 1 phần 2 x mũ 2 này, còn đây là 0, x bằng 0, y bằng âm 1 đây, x bằng 1 phần 2 đây nghe. Không. Nhưng lúc ở trên cái hình của thầy cái tỷ lệ nó lại không chính xác ấy. Còn nếu như các em mà vẽ theo cứ một ô ở trong vở thì nó lại rất chính xác em nha. Đây. Kem rõ nè. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu số 2 nha. Câu số 2 các em. Người ta nói như này. Câu số 2 này thì rơi vào cái chuyên đề 1 của thầy mà thầy đã làm về phương trình tham số với em này. Tìm các cái tham số của số thực m để hai đường thẳng, ở đây là y sẽ bằng m bình phương cộng 1x cộng m với lại là y sẽ bằng 2x trừ 1 song song với nhau. Cái điều kiện song song thì chúng ta đã biết rồi, đó chính là a sẽ bằng với a phẩy và b sẽ gì, sẽ khác b phẩy, cứ đúng nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ở đây chúng ta ký hiệu đây là
D1 và đây D2 đi. Các em ghi là để D1 song song với D2 thì chúng ta tương đương cái hệ là gì? Hệ số A của chúng ta đây là chính là M bình phương cộng 1, nó sẽ bằng là 2 ở đây. Và số B chúng ta ở đây là M, nó sẽ khác B phẩy chúng ta là âm 1 ở đây. Các em hiểu nào? Đấy, ok. Từ đây chúng ta sẽ tương đương M bình phương, chúng ta chuyển số 1 này qua trở thành 2 - 1, M khác âm 1. Như vậy M bình phương sẽ bằng 1 và M ở đây sẽ khác âm 1. Chúng ta tương đương ở đây là gì các em? M bình phương này sẽ bằng 1 thì M này sẽ bằng 1, hoặc là M sẽ bằng âm 1. Như vậy M này sẽ khác âm 1 thì chứng tỏ cái này loại này, cái này lấy. Từ đây chúng ta sẽ tương đương là M nó sẽ bằng 1. Em trả lời vô thầy đây là vậy, M sẽ bằng 1, nó sẽ thỏa mãn bài toán. Em hiểu chưa? Đó, ok. Đây, ta đi sang ở cái câu số 3 nhé. Câu số 3, tại vì các câu này nó không liên quan với nhau gì hết em, nó rơi. Tìm các số thực của x để cái biểu thức M sẽ bằng ở đây, xác định. Xác định thì ở đây các em thấy này, cái điều kiện ví dụ căn 2 của A để nó xác định thì A này sẽ lớn bằng 0 này. Các em hiểu nào? Như vậy thì để câu 3 này, các em ghi là để cái biểu thức M xác định thì ta tương đương là gì các em? Ở đây em thấy 3x căn 2 của A này thì 3x trừ 5 này sẽ lớn bằng 0. Ở đây em thấy dưới mẫu không? Căn 2 đây là căn mặt 3 của x bình phương trừ 4 thì ở đây dưới mẫu thì người ta sẽ cho nó khác không em, nghĩa là x bình phương trừ 4 thì sẽ khác không. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tương đương nhìn thấy là gì các em? Như vậy thì ở đây là 3x sẽ lớn 5, x bình phương này sẽ khác 4, đúng không nào? Thì chúng ta tương đương ở đây là x nó sẽ lớn hơn 5/3 và x này nó sẽ khác là cộng trừ 2. Như vậy chúng ta so sánh điều kiện này là x lớn bằng 5/3 mà x này khác âm 2 thì từ đây chúng ta sẽ tương đương là gì? X này sẽ lớn bằng 5/3 và x này nó phải khác số mấy? Khác số 2. Chúng ta sẽ loại cái âm 2 này đi, cái đường chỗ nào ta kết luận là vậy, cái biểu thức M xác định khi và chỉ khi x lớn bằng 5/3 với lại là x này sẽ khác 2 thì nó sẽ xác định, đúng không nào? Ok, như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thì thầy sẽ quay cho em ở câu số 3. Câu số 3 này chắc có lẽ thầy chia thành 2 clip với em, tại vì câu số 3 này rất là dài. Rất là dài em. Đó. Câu 1, câu 2 thầy sẽ làm trong một clip. Còn câu số 3 giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc là hệ phương trình thì thầy sẽ giải trong một clip sau nha. Ok, chúc em học tốt. Bye bye nha. Còn nếu như mà ngắn thầy sẽ quay cả 3 câu luôn. Ok. Các bạn nghe nha.